Em không biết là tại sao chị không thích em, nhưng mà em mong là chị công tư phân minh. Ủa em, chị nào giờ công tư phân minh mà, công việc là công việc chứ. Đến khi nào em thích một người và em ngồi trước mặt người đó thì em sẽ hiểu. Anh đang làm việc với đối tác, em đợi anh chút xíu anh gọi lại nha. Em biết đối tác của anh là Hoàng Oanh. Anh có muốn em lên bàn việc chung với hai người không? Thì ra anh lợi dụng em dùng đắp tình cảm với nó hả? Anh coi em là cái gì? Tất cả mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em giận thầy chuyện gì hả? Nói với ổng là mình không muốn làm em gái của ổng. Nói đi. Em muốn gì em nói đi. Anh Khải, em đi thôi. Em có chuẩn bị màu cho anh rồi nè. Anh muốn mua một cái gì đó cho... Dạ bạn gái phải không ạ? Đi. Biết rồi.